Một lần nữa thì Thanh Điền xin được chúc mừng những khán giả nào lọt vào vòng thi đặc biệt và hy vọng rằng các bạn sẽ thành công với câu hỏi bí mật. Hãy đến với chương trình Người Chiến Thắng, hãy chinh phục những câu đố ngộ nghĩnh, hãy quên đi những lo âu mệt mỏi và hãy tận hưởng những niềm vui cùng với chương trình. Hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị một buổi tối thật ý nghĩa. Còn bây giờ thì đã khuya lắm rồi, đi ngủ thôi. Xin chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.